Thưa quý vị, những ngày này trên địa bàn huyện Đắc Lây rất nhộn nhịp với chương trình chợ hoa xuân năm 2023. Hiện các đơn vị hộ gia đình kinh doanh đã và đang tích cực chuẩn bị nhiều mặt hàng hoa, cây cảnh phục vụ khách tham quan mua sắm dịp Tết. Tại khuôn viên hồ Đắc Xanh, thị trấn Đắc Lây, các hộ kinh doanh tập trung triển khai bày bán các mặt hàng hoa, cây cảnh được vận chuyển từ các nơi khác về với nhiều sắc màu ấn tượng đến với đợt này thì chúng tôi có những sản phẩm đó là cái quất bonsai, là quất cảnh cũng như là hoa cúc để phục vụ bà con trên địa bàn huyện Đắk Lây trong nhân dịp đón xuân năm mới cũng như là các, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh của tôi ạ. Đến với hội chợ hoa, câu lạc bộ kết nối yêu thương huyện Đắk Lây không những đem đến những loại hoa cúc tươi đẹp mà còn mang cả tình thương ấm áp bởi sau hội chợ số tiền lợi nhuận thu được câu lạc bộ sẽ dùng giúp đỡ những gia đình khó khăn. À đến với chợ hoa xuân lần này thì bên câu lạc bộ kết nối yêu thương đắk lây của chúng tôi là cái mặt hàng đem đến để chợ hoa xuân này đó là sản phẩm là hoa cúc. mục đích để mà bán cái 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 hoa này là chúng tôi sẽ gây một cái quỹ để xong cái chương trình rồi là sẽ tặng những cái 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 phần quà những cái túi an sinh cho bà con mà có cái 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 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc là người già neo đơn. Chợ hoa xuân năm 2023 thu hút trên 20 hộ gia đình, cá nhân, câu lạc bộ tham gia. Các mặt hàng hoa bán tại hội chợ có nhiều mức giá khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn phù hợp nhu cầu của mình. Đến thời điểm hiện nay thì các cái điều kiện về cơ sở vật chất như điện, nước, về ăn trật tự và môi trường được ban tổ chức đã chuẩn bị đảm bảo để hội chợ diễn ra về việc tổ chức chợ Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn mua bán các mặt hàng trong dịp Tết đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.